quý vị, cũng vì khô hạn mà chỉ trong vòng một tháng từ 5.000 ha hiện nay, tỉnh Cà Mau đã có trên 43.000 ha rừng được dự báo ở cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể cháy bất cứ lúc nào. Trước tình hình này thì cả chính quyền và người dân ở đây đều đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để có thể bảo vệ rừng, nhất là những khu rừng nguyên sinh. Ghi nhận của phóng viên tại Cà Mau. Hiện nay, rừng tràm U Minh Hạ và rừng cụm đảo Hòn Khoai đang bước vào cao điểm của mùa khô. Do đó, bà con những ngày này, chiếc loa phát thanh luôn có mặt ở từng con đường của xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời để tuyên truyền đến bà con công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Toàn xã đang có 500 hectare rừng giao khoáng cho bà con bảo vệ và toàn bộ diện tích này đang được báo động ở cấp độ 5, tức là cấp nguy hiểm nhất. Chính vì thế, những người dân ở đây luôn túc trực tại rừng 24/24 giờ. Giá nè, dao nè, phản nè, phải guồng rồi giá này phải sủi làm cái đường băng cho rừng nó đừng có táp qua rừng kia, thét đường vậy đó. Thì mấy năm trước nó nạo ngay đi bảo vệ rừng thì ít hơn, còn năm nay là dữ lắm, cực khổ, phải đi bảo vệ rừng rồi trực rừng. Theo đó, người dân được các ngành chức năng hướng dẫn bảo vệ rừng theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Vườn quốc gia U Minh Hạ là nơi được đánh giá là khô hạn gay gắt nhất, với 6.000 hecta rừng nguyên sinh có thể bị cháy bất cứ lúc nào. Đến nay, mực nước tại các kênh trong rừng chỉ còn từ 1,5 đến 1,7 mét. Lượng nước này không đủ để thực hiện công tác phòng cháy rừng. Đến thời điểm này là về phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, máy móc đã đưa toàn bộ xuống các cái khu vực trọng điểm, có 14 tổ máy bơm. Và trong ngày là tổ chức có hơn 120 lực lượng đang là trực chiến 24/24. Và tổ chức canh gác coi như là nghiêm ngặt hàng ngày. Chúng tôi cũng đặt ra cái tình huống là gì? Mình phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động để người dân ta nâng cao cái ý thức cảnh giác phòng cháy chữa cháy rừng. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường cái lực lượng để tham gia ứng trực ở các cái đơn vị chủ rừng để làm sao chúng tôi đó là đảm bảo sẵn sàng trong cái tình huống khi có cháy xảy ra. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, khoảng 43.000 hecta rừng chiếm gần 50% tổng diện tích rừng của cả tỉnh đang dự báo cấp độ 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Với tất cả sức người, sức của, tỉnh Cà Mau đang nỗ lực tối đa để bảo vệ rừng, nhất là rừng nguyên sinh.